Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 28 tháng 7. Có tới 85% bệnh nhân ung thư phổi đến khám bệnh muộn, hứa hẹn một cuộc chụp chiếu screening toàn xét. Nepal vào ngày 27 tháng 7 xác nhận các trường hợp nhiễm một đột biến mới của biến thể Delta virus SARS-CoV-2. Việt Nam chính thức cấm nhập cảnh hết năm 2021 với người nước ngoài, người Việt hồi hương từ ngày 28 tháng 7 là thông tin giả mạo. Xét ghi nhận số ca nhiễm mới vào ngày 27 tháng 7 là 252 ca, lần cuối cùng có nhiều trường hợp dương tính hơn là vào thứ Ba tuần trước. Trong bệnh viện hiện đang có 52 bệnh nhân nhiễm coronavirus, trong đó có 8 trường hợp đang trong tình trạng nghiêm trọng. Nơi ghi nhận số ca nhiễm trung bình tính trên tỷ lệ 100.000 người nhiều nhất là ở tại vùng Plzeň với 29 ca, sau đó là vùng Praha với 27 ca. Tiếp theo là Trung Séc, Liberec. Ngược lại, vùng có tình hình dịch bệnh tốt nhất là tại Olomouc với 3 trường hợp. 6 ngày vừa qua không có ca tử vong nào và tổng số ca tử vong tại Cộng hòa Séc là hơn 30.000 người. Vào thứ Ba, các nhân viên y tế đã tiêm được cho hơn 62.000 liều vaccine ngừa coronavirus. Tính đến thời điểm này, có hơn 30.000 người đã sử dụng tiêm vaccine không cần đăng ký trước. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 10 triệu liều, có 4,6 triệu người đã hoàn thành tiêm chủng cả hai liều. Hiện việc tái tiêm mũi thứ ba hay công nhận kháng thể vẫn đang được chính phủ thảo luận. Theo Tòa án tối cao Séc, biện pháp đeo khẩu trang ở trong khu vực trong nhà không đủ cơ sở, do đó tòa án đã đưa ra quyết định hủy các biện pháp này và Bộ Y tế có 3 ngày để kháng cáo lại. Trước đây, Tòa án tối cao đã từng hủy một số biện pháp của Bộ Y tế, ví dụ như bắt buộc xét nghiệm nhân viên tại nơi làm việc, đóng cửa một số trường cấp 3 và cửa hàng. Trong trường hợp này, vụ kiện đã được đưa ra tòa án bởi một người dân mắc bệnh lâu năm do hô hấp. Theo tòa, việc đeo khẩu trang sẽ rất khó khăn cho một cá nhân. Hiện tại, người đó đang có lượng kháng thể cao sau khi nhiễm COVID-19. Theo lời nói của người đó, việc đeo khẩu trang gây nguy hiểm cho sức khỏe hơn là không đeo. Và tòa án đã nhiều lần chỉ trích những thiếu sót cho các biện pháp của Bộ và Bộ Y tế đã không điều chỉnh lý do cho phù hợp. Ngay sau đó, ông đã có cuộc họp báo. Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Wojcik đã nói với các phóng viên rằng ông không thể tưởng tượng được rằng nếu việc đeo khẩu trang không được áp dụng ở Cộng hòa Séc. Theo ông Adam Wojcik, biện pháp đeo khẩu trang này không phải là một ngoại lệ trên thế giới và vấn đề ở đây là tòa án cần đến mức chi tiết nào mới là đủ. Sau đó, Bộ trưởng đã nhấn mạnh rằng tòa án cũng không nói rằng việc đeo khẩu trang là sai. Giờ Bộ có 3 ngày để thu thập tất cả những thông tin, điền thêm vào biện minh mà tòa án cần và điều chỉnh đó Bộ sẽ phải hoàn thành. Ngày hôm nay, các nghị sĩ tại Hạ viện đang chờ biểu quyết cho hàng chục đề xuất trong cuộc họp bất thường. Đề xuất thứ nhất là tăng thêm 300 korun ngoài định giá theo luật định. Tuy nhiên, các nghị sĩ vẫn không thể thống nhất với nhau rằng có dành khoản tiền này thêm cho những người nghỉ hưu sớm ở các ngành nghề đòi hỏi khó khăn nặng nhọc hoặc những người đã nhận hỗ trợ khi chăm nuôi cho một đứa trẻ. Các nghị sĩ cũng đang chờ bỏ phiếu cho gần 20 đề xuất, ví dụ như lương hưu ngoài định giá sẽ tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, một số đảng phe đối lập coi việc tăng ngoài định giá là vấn đề ngân sách. Hay dành 5 ngày nghỉ có lương và tăng 50% lương cho giáo viên cũng đang được đưa ra để biểu quyết. Đám cháy lớn tại kho lưu trữ hàng Drogerie tại khu vực Urinieves, theo như Ines cho rằng đây là kho của công ty PTT Global, đã được lính cứu hỏa dập tắt sau 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tại ao cá Litozhnitsky và suối Rychansky có lệnh cấm không bơi lội, không câu cá vì có thể nước bị ô nhiễm. Nước chữa cháy có độ pH cao, đầu tiên được các nhân viên cứu hỏa cho phép thoát vào một nhà máy xử lý nước thải gần đó. Tuy nhiên, nó không thể xử lý hết được lượng nước bị ô nhiễm. Chính vì vậy, các ao, hồ, suối gần đó không được tắm và câu cá. Tổng đã có 5 nhân viên cứu hỏa bị thương trong đám cháy, trong đó có 3 tình nguyện viên và 2 chuyên gia. Theo cảnh sát, ngày hôm đó phải sơ tán hàng chục người khỏi khu vực bên cạnh. Người dân trong khu vực cũng được khuyến cáo không nên thông gió vào ngày hôm đó. Tổng thiệt hại trong vụ cháy ước tính lên tới 120 triệu korun. Có tới 85% bệnh nhân ung thư phổi đến khám bệnh muộn. Theo các bác sĩ chuyên khoa phổi và ung biếu, sau đại dịch con số này đã tăng đáng kể. Chính vì vậy, một cuộc kiểm tra screening đang được thực hiện trên toàn Séc.
Nhiều bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã đến khám và phát hiện ra bệnh muộn. Nhiều người đã nhầm tưởng rằng các triệu chứng như ho, khó thở thường được cho là chỉ xuất hiện ở COVID-19. Các bác sĩ cũng cho thấy những người trẻ tuổi cũng xuất hiện nhiều hơn ở căn bệnh này. Ung thư phổi là một trong những căn bệnh nguy hiểm, hầu hết bệnh nhân đều tử vong. Các bác sĩ chuyên khoa đã hứa hẹn những cải thiện đáng kể với việc screening chụp phổi được thực hiện trên toàn quốc gia Séc, sẽ tập trung chủ yếu vào những người hút thuốc lá để cải thiện tình hình hơn sau đại dịch COVID-19 tại các bệnh nhân có dấu hiệu hay đã ở một giai đoạn nào đó trong ung thư phổi. Hiện nay, để chữa trị căn bệnh này, các bác sĩ đã hy vọng vào các loại thuốc ung thư sinh học và miễn dịch đã có sẵn ở tại thị trường Séc. Vận động viên bóng chuyền bãi biển Ondrej Perušić sau khi dương tính với COVID-19 và đã thực hiện cách ly 10 ngày sẽ được thi đấu vào thứ Năm tại Olympic Tokyo. Mặc dù theo Innes, anh có kết quả dương tính nhưng ban tổ chức Tokyo vẫn cho anh thi. Vận động viên bóng chuyền bãi biển Perušić là vận động viên người Séc đầu tiên bị cách ly sau khi có kết quả dương tính với COVID-19 sau một ngày anh đến Tokyo. Tổng đã có 6 thành viên trong đoàn Olympic Séc có kết quả dương tính, 4 người trong số họ là vận động viên. Sau 10 ngày cách ly, vận động viên Perušić đã được xét nghiệm 2 lần. Tuy nhiên, kết quả vào thứ 3 vẫn là dương tính, nhưng anh vẫn được cho phép chơi vào trận đấu thứ 5 tuần này. Vận động viên Perušić đã chia sẻ trên trang mạng cá nhân của mình, nước Nhật là một quốc gia linh hoạt và luật thay đổi mỗi ngày, mặc dù xét nghiệm là dương tính, nhưng sau 10 ngày cách ly thì vẫn có thể đánh giá riêng biệt nếu đáp ứng được các điều kiện ở đó. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Stinatlabem, Cộng hòa Séc, trung tâm thương mại Tam Đa nằm tiếp giáp Cộng hòa Liên bang Đức, giao thông giao thương thuận lợi. Trung tâm thương mại Tam Đa Usti thu hút hàng ngàn khách hàng mỗi ngày, ngay cả trong thời gian dịch bệnh. Với gần 14.000 m² đã đi vào hoạt động, hiện vẫn còn một số mặt bằng trống cho thuê với diện tích như sau: diện tích 410 m² phù hợp với các nhóm hàng vải, giày, dụng cụ gia đình; diện tích 130 m² phù hợp mở quán cà phê, bánh ngọt, ăn nhanh; diện tích 21 m² phù hợp mở văn phòng dịch vụ, giới thiệu sản phẩm. Tam Đa Food sẽ luôn đồng hành, tư vấn, sẻ chia, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất với các chủ cơ sở kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số 773-313-868 hoặc truy cập website tamda.eu. Hãy nhanh tay lựa chọn vị trí phù hợp và phát triển đam mê kinh doanh của bạn. Tam Đa Food, đồng hành cùng sự phát triển của bạn. Nepal vào ngày 27 tháng 7 xác nhận các trường hợp nhiễm một đột biến mới của biến thể Delta virus SARS-CoV-2. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tại quốc gia nằm trên dãy Himalaya này tiếp tục tăng trong khi chính quyền bắt đầu nới lỏng các hạn chế phòng dịch. Thông báo của Bộ Y tế và Dân số Nepal cho biết, trong thời gian từ tháng 5 tới giữa tháng 7, cơ quan y tế đã thu thập 47 mẫu bệnh phẩm COVID-19 trong cả nước ở nhiều nhóm tuổi khác nhau. Sau khi phân tích trình tự gen, các nhà khoa học khẳng định tất cả các mẫu này đều thuộc về biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, cơ quan y tế nhấn mạnh tới một đột biến mới của biến thể này mang ký hiệu K417N trong số 3 mẫu. Đột biến mới này của biến thể Delta còn được gọi với cái tên AI1 hay B161721. Các mẫu xét nghiệm này được phân tích tại phòng thí nghiệm y tế công cộng quốc gia Nepal và sau đó được gửi tới Viện Gen và Sinh học Tích hợp ở New Delhi, Ấn Độ để xác định bộ gen. Sau khi giải trình tự gen, 3 mẫu bệnh phẩm COVID-19 này đều cho thấy các ca bệnh đều do đột biến K417N gây nên. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp biến thể Alpha B117 và Delta B16172 vào danh sách các biến thể gây lo ngại và khả năng lây nhiễm rất cao. Trong khi đó, biến thể Kappa B16171 được coi là biến thể cần quan tâm. Hôm qua vào ngày 27 tháng 7, Indonesia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ đầu dịch cho đến giờ. Đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 2.069 người Indonesia trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong ngày đứng đầu toàn thế giới. Kể từ đầu tháng 6 năm 2021, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Indonesia liên tục tăng trên 1.000 trường hợp mỗi ngày. Nhà dịch tễ học Indonesia nghiên cứu về COVID-19, ông Diki Budiman đánh giá, số người chết cao là một dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 ở đây. Biến thể Delta được cho là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tại Indonesia liên tục tăng trong thời gian gần đây và làm cho triệu chứng của bệnh trở nên trầm trọng hơn.
Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 45.000 người mắc COVID-19. Trước tình trạng đó, Tổng thống Joko Widodo đã có chỉ thị đặc biệt cho Bộ trưởng Bộ Y tế và các bộ trưởng liên quan nhằm giảm số người chết do COVID-19. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các bộ liên quan phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tăng công suất bệnh viện, đặc biệt là những khu vực có tỷ lệ tử vong cao. Số ca nhiễm nCoV mới ở thủ đô Tokyo lập kỷ lục vào ngày thứ hai liên tiếp vượt 3.000 ca trong bối cảnh nhiều người dân phản đối Olympic. Số ca nhiễm nCoV mới tại thủ đô Tokyo ngày hôm nay là hơn 3.000, vượt qua mức kỷ lục được ghi nhận trước đó một ngày, theo nguồn tin giấu tên trong chính phủ Nhật Bản. Thống kê đầy đủ dự kiến được công bố vào tối ngày 28 tháng 7. Ban tổ chức Olympic cũng ghi nhận thêm 16 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm nCoV liên quan đến sự kiện thể thao này lên tới 169 ca. Ca nhiễm tăng vọt có thể khiến nhiều người dân Nhật Bản không còn mặn mà với Olympic Tokyo 2020, vốn được tổ chức với hàng loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó bao gồm cấm khán giả đến trực tiếp theo dõi các cuộc thi đấu. Olympic Tokyo khai mạc hôm 23 tháng 7 và sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 8. Chỉ 2 tháng sau khi giới chức Mỹ tháo khẩu trang, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các nhân viên Nhà Trắng được yêu cầu đeo khẩu trang lại. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ hôm 27 tháng 7 khuyến cáo người đã tiêm vaccine COVID-19 nên tiếp tục đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà. Yêu cầu đeo khẩu trang được gửi tới nhân viên Nhà Trắng vào lúc 17 giờ, một tiếng sau khi CDC cập nhật dữ liệu. Email cho biết, những người làm việc tại Nhà Trắng chỉ được phép tháo khẩu trang khi ở một mình trong văn phòng, đóng chặt cửa hoặc khi ăn uống và duy trì khoảng cách trên 2 mét. Các quan chức cấp cao cho biết, theo dữ liệu mới của CDC, khu vực thủ đô Washington đã chuyển từ màu vàng sang da cam, cảnh báo gia tăng về mức độ lây nhiễm cho cộng đồng. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày thủ đô Mỹ ghi nhận thêm 52 ca mắc COVID-19, tăng 148% so với 2 tuần trước. Khuyến cáo mới của CDC xuất phát từ tình trạng số ca mắc COVID-19 tăng đột biến do biến chủng Delta đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Tính tới trưa ngày 28 tháng 7 giờ địa phương, số người thiệt mạng do các sự cố liên quan tới mưa bão ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã lên tới 73 người. Hơn 13,6 triệu người ở 150 khu vực cấp huyện đã bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa như chút nước tiếp diễn kể từ hôm 16 tháng 7 vừa qua. Hơn 1 triệu hecta hoa màu bị tàn phá, khoảng 784.200 ngôi nhà bị sập hoặc bị phá hủy. Tổng cộng 1,47 triệu người đã phải di rời, trong khi các nỗ lực cứu trợ thiên tai và tái thiết sau mưa bão đang được tiến hành khẩn trương trên toàn tỉnh. Cách đây 2 ngày, 7 lưu vực chứa và ngăn lũ lụt ở tỉnh Hà Nam đã được đưa vào hoạt động để chuyển hướng và trữ 553 triệu mét khối nước lũ, giảm áp lực do mưa bão. Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cũng đang phải hứng chịu các trận mưa lớn. Các nhà chức trách Bắc Kinh vừa ban hành các cảnh báo về mưa, sấm sét và thảm họa địa chất đi kèm. Trong trường hợp cần thiết, thành phố sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai. Tính đến ngày 28 tháng 7, đã có ít nhất 2 người chết, 3 người mất tích và nhiều người bị thương vì các sự cố liên quan tới thiên tai. Mưa bão lớn còn làm sập một con đường dốc ở quận Hải Điện, Bắc Kinh, khiến các tòa nhà lân cận bị hư hại, làm hơn chục người bị mắc kẹt. Nạn nhân cuối cùng của vụ sập tòa nhà chung cư ở Florida đã được xác định hơn một tháng sau khi thảm họa xảy ra vào lúc nửa đêm cướp đi sinh mạng của 98 người. Nạn nhân là Esther Hedea, 54 tuổi, là một người thích đi du lịch. Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng cứu hộ Mỹ chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu hộ vụ sập nhà. Đội tìm kiếm và cứu hộ lực lượng cứu hỏa quận Miami-Dade đã ra khỏi hiện trường vụ sập tòa nhà vào ngày 23 tháng 7. Họ đã làm việc theo ca 12 giờ tại hiện trường, đối mặt với sự vất vả nguy hiểm cũng như áp lực tinh thần đè nặng. 98 người đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà chung cư Templeton Tower South. Trong số những nạn nhân tử vong, có các thành viên của cộng đồng Do Thái chính thống trong khu vực, em gái của đệ nhất phu nhân Paraguay, gia đình và bảo mẫu của họ, toàn bộ thành viên trong một gia đình gồm 4 người. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ sập chung cư vẫn chưa được xác định. Vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu công nghiệp sản xuất hóa chất Chembach ở thành phố Leverkusen, miền Tây nước Đức đã khiến nhiều người bị thương và hiện cảnh sát đang tìm kiếm 5 người còn mất tích. Thông qua ứng dụng cảnh báo Nina, người dân khu vực xung quanh nhà máy được cảnh báo mức độ cực nguy hiểm. Kurenta, công ty vận hành khu vực công nghiệp trên cho biết vụ nổ đã khiến 16 người bị thương và 5 người mất tích, trong khi 12 người đã được giải cứu. Vụ nổ xảy ra vào lúc 9:40 sáng ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương tại khu chứa nhiên liệu thuộc cơ sở xử lý và tái chế chất thải Burin, sau đó dẫn tới vụ hỏa hoạn tại bồn chứa dung môi.
người ta có thể nhìn thấy một cột khói đen lớn bốc lên từ đó cách vài km. Lực lượng cứu hộ và các phương tiện kiểm tra không khí đã được triển khai tới hiện trường. Trong khi người dân xung quanh được cảnh báo ở mức độ cực nguy hiểm nên ở trong nhà đóng các cửa ra vào và cửa sổ. Theo thông báo của cảnh sát, do vụ nổ, đường cao tốc A1 thường có mật độ giao thông đông đúc đã bị đóng cửa. Ngoài ra, giao lộ giữa A1 và A59 và A3 cũng bị phong tỏa. Một số nguồn tin cho biết nhân viên tại khu công nghiệp Cham Park đã được yêu cầu ở nguyên tại các nhà máy vì lý do an toàn. Khu công nghiệp có thể mất điện trong cả ngày để phục vụ công tác cứu hộ và dập lửa. Lê Tắc Tam Đa Foods tuần này có gì mới? Bánh quy thơm ngon Grona với giá chỉ 5,9 koron hoặc Papita chỉ với giá 4,9 koron. Ngoài ra các loại trà Ahmad hay nước tăng lực Health với giá siêu đẹp. Khăn giấy Tento và các loại kem từ Astrid đồng loạt giảm giá. Các bạn cũng đừng quên, chỉ còn vài ngày nữa là cơ hội nhận chiếc iPad từ Roxanne sẽ kết thúc. Chúc các bạn may mắn! Nhằm tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, đặc biệt là trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người lao động khi đi ra ngoài đường phải mang thẻ và giấy phân công nhiệm vụ. Cụ thể, đối với các đối tượng được phép lưu thông trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16, khi tham gia lưu thông trên đường phải mang thẻ ngành nơi đơn vị công tác, mặc đồng phục nếu có, giấy phân công, lệnh điều động hoặc các giấy tờ có liên quan đến công tác để thuận lợi cho công tác nhận diện, kiểm tra và xác minh lực lượng chức năng trên đường. Công an thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện có nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông không đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện cho việc hoạt động của các đơn vị công ích thực hiện công tác tuần tra, vệ sinh công cộng, duy tu các lĩnh vực giao thông đô thị và hạ tầng, kỹ thuật đô thị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Để hạn chế người dân sử dụng phương tiện giao thông cá nhân nhưng vẫn đảm bảo phục vụ trong những trường hợp cần thiết, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản về việc cấp phép cho một số loại xe taxi được hoạt động trong thời gian thành phố thực hiện chỉ thị 16. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cấp phép cho một số xe taxi MyLink, Vinasun để sử dụng trong các trường hợp hoạt động với mục đích hỗ trợ y tế cũng như đưa đón người dân đến đi từ các trung tâm cách ly thông qua sự điều động của ngành y tế. Vận chuyển người dân từ nhà đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc ngược lại, vận chuyển người dân từ nhà đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoặc ngược lại. Với trường hợp vận chuyển người dân ra cảng hàng không Tân Sơn Nhất, người điều khiển phương tiện chỉ được vận chuyển đúng người thông qua việc kiểm tra họ đúng tên, với thông tin trên vé máy bay hoặc thẻ lên máy bay trong ngày phù hợp với giờ bay. Các xe taxi được cấp phép hoạt động trong thời gian này sẽ được cấp giấy nhận diện có mã QR được dán trên kính xe. Lực lượng chức năng kiểm tra thông tin bằng cách quét mã QR trên giấy nhận diện. Thưa quý vị, gần đây, một số trang mạng xã hội ở nước ngoài đã đăng tải thông tin Việt Nam chính thức cấm nhập cảnh hết năm 2021 với những người nước ngoài, người Việt hồi hương từ ngày 28 tháng 7. Đây là thông tin giả mạo, không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và chính sách của Việt Nam. Cho đến nay, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, Việt Nam vẫn thực hiện việc nhập cảnh nhưng có điều kiện, có hạn chế đối với người nước ngoài theo thông báo kết luận số 118 ngày 21 tháng 3 2020 về phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, căn cứ diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có các hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện hỗ trợ chuyên gia người nước ngoài, thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc đảm bảo đúng đối tượng, nhu cầu và mục đích, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong và ngoài nước tổ chức nhiều chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương. Dịch bệnh diễn biến căng thẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn ai hết, những nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch càng thêm áp lực đè nặng. Vừa vì mục tiêu sớm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, vừa vì nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của từng người dân, từng địa bàn. Chúng ta đều đã biết tới những vất vả, hy sinh lặng thầm của đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nhưng trong đợt dịch lần này, nỗi vất vả và sự hy sinh càng tăng lên gấp bội. 6 giờ sáng bắt đầu dậy để làm việc chuẩn bị những công tác chuẩn bị trong ngày. Chiều thì mới kết thúc những cái xét nghiệm các thứ rồi tổng hợp gửi lên xét nghiệm. Tối nó phát sinh mới thì mình còn phải đi giải quyết những cái vấn đề phát sinh đó nữa, thì nó nhiều hôm cũng phải đến 12 giờ, thậm chí hơn 12 giờ.
từ khi có dịch COVID-19, ngày làm việc của một nhân viên y tế phường bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn, có khi trắng đêm. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, họ phải xông pha vào những nơi có ổ dịch để lấy mẫu xét nghiệm truy vết F0. Mệt nhọc có, bất tiện có, nóng bức có, thậm chí khát nước không dám uống, nhưng không một lời kêu than. Mình cũng phải cố gắng vì bảo vệ sức khỏe công nhân dân thôi, đó là nhiệm vụ của y tế. Lực lượng y tế phường hầu hết là nữ giới, chân yếu tay mềm, nhưng trong cuộc chiến này họ cũng mạnh mẽ, kiên cường, dẻo dai không kém gì nam giới, ưu tiên tất cả cho cuộc chiến này. Chị Diễm đành phải gửi con trai nhỏ cho người thân chăm sóc để sát cánh cùng đồng nghiệp. Nỗi nhớ con ra diết khiến chị càng thêm quyết tâm mong cho dịch chóng qua. Con nhớ mẹ không? Có hả? Mong muốn lớn nhất của mình cũng như là ở các anh em trong trạm là mong dịch được ổn định sớm để được mình về nhà đoàn tụ và mình trở lại cuộc sống bình thường như trước khi chưa có dịch. Trong cuộc chiến chống COVID-19 này, có sự tham gia của hàng ngàn cán bộ y tế tại các phường, xã, thị trấn. Khi một ổ dịch xuất hiện tại địa phương, thì họ là một trong những người có mặt đầu tiên đến ghi nhận yếu tố dịch tễ, truy vết F0 và lấy mẫu xét nghiệm. Nguy hiểm dịch bệnh không mang tới, họ chính là người chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến còn đầy cam go thử thách này. Hy sinh rất là nhiều, họ không có được về nhà sum họp với gia đình mà phải ở lại tại đơn vị. Tại vì có những cái trường hợp mình phải giải quyết trong đêm, những cái ca cấp cứu là chúng tôi phải đi ngay trong đêm. Nơi nghỉ lưng của các nhân viên y tế chính là những chiếc giường bệnh được chuyển đổi công năng sau những giờ làm việc căng thẳng, vất vả, cởi bỏ lớp bảo hộ, trở về với những sinh hoạt đời thường, họ lại ngồi bên nhau động viên chia sẻ để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ con. Thì ra sau những lớp khẩu trang bảo hộ kín mít đó là những nụ cười, những ánh mắt mang đầy quyết tâm và niềm tin rằng cuộc chiến này nhất định phải chiến thắng. Đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 do tạp chí Time bình chọn bởi vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên cùng với dự báo khả năng phát triển thần kỳ trước và sau dịch. Cũng theo tạp chí Times, Phú Quốc là điểm đến có tốc độ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á khi tính riêng năm 2019 đón hơn 5 triệu lượt khách, tăng trưởng hơn 30% so với năm 2018. Thành phố đảo thật sự là tuyệt tác với vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, khí hậu nhiệt đới trong lành và nền ẩm thực văn hóa địa phương hấp dẫn khó cưỡng. Thưa quý vị, sự kiện tri ân khách hàng lớn nhất trong Tam Đa Promo 2021 đã kết thúc vào ngày 16 tháng 7 với đêm gala đặc biệt. Cũng tại đây, vị khách hàng may mắn nhất, chủ nhân của siêu phẩm Audi Q8 đã được tìm thấy. Đó chính là ông Nguyễn Xuân Thành đến từ Brno. Và chiều ngày hôm qua, ngày 27 tháng 7, tập đoàn Tam Đa đã tổ chức lễ trao xe cho ông Nguyễn Xuân Thành và gia đình tại Tam Đa Foods chi nhánh Brno, Cộng hòa Séc. Có lẽ quý vị vẫn chưa quên khoảnh khắc đẹp và ấn tượng nhất mùa năm Tam Đa Promo khi lá phiếu 101-010-047-5201 được sướng lên trong gala dinner diễn ra vào ngày 16 tháng 7 vừa qua. Trong niềm vui mừng ngỡ ngàng của tất cả những người tham dự, ông Nguyễn Xuân Thành đã được xác nhận là chủ nhân của lá phiếu duy nhất này. Với lá phiếu này trong tay, ông đã trở thành chủ nhân của siêu phẩm Audi Q8 trị giá gần 2,5 triệu koron. Và ngày hôm nay, ông cùng người vợ của mình đã được mời đến lễ trao xe của tập đoàn Tam Đa tại Tam Đa Foods chi nhánh Brno để nhận chiếc chìa khóa dinh Audi về nhà. Bà Hoàng Thị Giang, giám đốc Tam Đa Foods chi nhánh Brno đã thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn Tam Đa trao chìa khóa và xe cho ông Nguyễn Xuân Thành. Không khí của lễ trao xe cũng đã gợi lại nhiều khoảnh khắc, nhiều cảm xúc cho ông và gia đình khi biết mình có lá phiếu độc đắc trong tay. Tôi hôm đấy là cũng đi để dự thì cũng không mong mình trúng, nhưng mà rất may là khi mọi người đọc mà tôi còn bỡ ngỡ không nhận ra mình cái lá phiếu của mình trúng, thì tôi phải xem người ta đọc lại 2 lần đến 3 lần tôi mới tin, và lúc đấy cũng rất là mừng, nhưng cảm xúc lúc đấy nó dâng trào mà cũng không biết nói gì, nên là cảm thấy mọi người có thể nghĩ rằng tôi buồn, nhưng lúc đấy là tôi vui mừng quá. Tôi không thể hiện nói được ra ngoài. Xúc lúc đấy của mình lúc là vỡ hòa, không thể tin được. Lúc đấy vợ con gái còn không tin là bố còn trúng. Dạ vâng. Ông Thành cũng chia sẻ, ngay sau khi sự kiện kết thúc,
ông cũng đã nghe được những thông tin trái chiều về tính công khai minh bạch trong việc bốc thăm trúng thưởng của sự kiện Gala Dinner Tam Đa Promo. Ông cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với những nhận định cho rằng giải thưởng được sắp đặt hay dàn dựng. Khi kết thúc chương trình về thì con gái tôi cũng nói với chuyện và tôi cũng xem qua có một số các anh chị, các quý vị trên comment cũng nói là đây là chắc là người nhà hoặc là chân gỗ, nhưng thực sự là tôi là chân thật chứ không phải chân gỗ. Tôi cũng như bao khách hàng khác và rất là may là tôi đã được trúng vào giải đặc biệt, thì đấy là cái may mắn của tôi. Tôi cũng mong với khách hàng và hàng trăm hàng vạn khách hàng rằng tôi cũng mong các bạn sẽ được may mắn như tôi. Mọi điều ước mơ sẽ đến rất gần với các bạn. Các bạn cứ đến và Tam Đa thì mọi điều may mắn sẽ đến với các bạn rất gần. Vợ chồng tôi từ trước đây là ở thành phố Khép, bán tại chợ của anh Tổng Giám đốc Trần Văn Đang. Thì khi dịch bệnh xảy ra thì cũng về đây bán được có một năm thôi, chứ cũng không quen biết ai ở đây. Không quen biết ai thôi. Và cũng là mới vào nghề. Vợ chồng tôi vẫn cứ hàng ngày đều công việc vẫn phải đi lấy hàng. Và chương trình có những cái nào thể lệ như nào thì chúng tôi cũng theo như thế. Kết thúc chương trình cho tôi gửi kính chúc các quý công ty ta và tập đoàn Tam Đa và các quý công ty và nhà tài trợ và các quý vị cùng xem trên màn ảnh nhỏ một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Kết thúc lễ trao xe, ông Nguyễn Xuân Thành đã cùng người vợ của mình dinh siêu phẩm Audi Q8 về nhà trong niềm hân hoan chúc mừng của những người tham dự. Vậy là mùa năm Tam Đa Promo đã chính thức khép lại. Hãy cùng chúng tôi đón chờ những khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa với giải thưởng hấp dẫn và giá trị trong mùa 6 của Tam Đa Promo 2022. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Ban biên tập Tam Đa Media xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like và chia sẻ điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.